Blackpink phát cuồng vì nhan sắc nữ chính điên thì có sao, Seo nàng thơ mới của Kim So Un đẹp đến mức nào. Bộ phim điên thì có sao, của Kim So Un và Seo hiện đang gây bão trên toàn châu Á, không những làm các ngọt phim hàn điên đảo mà còn khiến nhiều ngôi sao mê mẩn. Một trong những fan nổi tiếng của điên thì có sao, nói chung và mỹ nhân Seo nói riêng không ai khác chính là Rosé, Blackpink cô nàng idol nổi tiếng thế giới. Trong buổi livestream hôm qua 30 tháng 6 của cả bốn thành viên Blackpink, Rosé đã tiết lộ rằng cô nàng đang theo dõi tác phẩm mới của cụ giáo và Seo Eri. Chưa hết, đóa hồng nhà IG còn bộc lộ bản chất fan girl khi tiết lộ đang mê tít nhan sắc của mỹ nhân Seo Eri, khen ngợi nữ diễn viên dù không trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có Rosé, cả ba thành viên Lisa, Jennie và Jisoo cũng đều đồng tình rằng nữ chính điên thì có sao rất đẹp. Đặc biệt, có fan còn tinh mắt phát hiện Rosé sẽ từng thả tim cho ảnh chụp Salieri trên Instagram. Nhóm nữ toàn mỹ nhân và hát nhất hiện tại cũng phải trầm trố trước nhan sắc Salieri, đẳng cấp vi của nữ diễn viên này rốt cuộc ra sao mà hát đến vậy. Không chỉ Rosé sẽ, mà cả ba thành viên còn lại trong Blackpink đều đồng tình rằng Salieri vô cùng xinh đẹp. Rosé sẽ còn thả tim cho ảnh chụp tại họp báo điên thì có sao, của Salieri. Cả bốn mỹ nhân nhà IG đều đồng lòng khen ngợi nhan sắc của Salieri. Mỹ nhân Seo Eri là nữ diễn viên hát nhất dạo gần đây nhờ độ nổi tiếng của điên thì có sao. Đóng cặp bên cạnh Kim So Hyun nhưng Seo Eri không hề bị lu mờ. Nhan sắc sắc sảo, quyến rũ, thần thái quyền lực toát lên nét hiện đại, sang chảnh của Seo Eri khiến dân tình mê tít. Trong phim thì ma mị, bí ẩn và cá tính nhưng ngoài đời nữ diễn viên lại sở hữu khí chất tươi sáng, tràn đầy sức sống đối lập. Gương mặt xinh đẹp của Seo Eri khiến bốn nàng Blackpink mê tít phải công nhận rằng, nhan sắc quyến rũ, khí chất biến hóa linh hoạt của nàng thơ mới sánh đôi bên Kim So Hyun, có sức hấp dẫn lạ lùng. Những khoảnh khắc đẹp đến nào lòng trong điên thì có sao, của Seo Eri khiến dân tình mê mẩn không thôi. Vì xuất sắc đến thế này, thảo nào đến cả Blackpink cũng phải hết lời khen ngợi nữ diễn viên. Đúng như lời Ro xe khen ngợi, mặt mộc của Seo ERG cũng vô cùng xuất chúng. Bên cạnh visual xuất chúng, Seo ERG còn sở hữu body nuột nà chuẩn chỉnh nữ diễn viên cao tận 1,68 m sở hữu vóc dáng mảnh mai. Tuy nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ, nhưng Seo Yeji lại có được vòng một khủng, căng đầy sexy. Chưa hết, vòng eo con kiến và đôi chân dài chẳng thua kém bất cứ nữ idol nổi tiếng nào của cô nàng cũng là một lợi thế ngoại hình cực lớn. Vòng một căng đầy bỏng mắt và vòng eo thon săn chắc được Seo nhiều lần khoe khéo. Mỹ nhân phim điên thì có sao, còn sở hữu đôi chân nuột nà, quyến rũ đáng mơ ước. Nguồn, Twitter nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất